Mẹ bầu uống gì để sinh nhanh và 7 loại nước mẹ bầu nên biết. Uống gì để sinh nhanh là thắc mắc của nhiều bà bầu muốn chọn biện pháp sinh thường để giữ gìn sức khỏe cho mẹ và an toàn cho bé. Nhưng món nước có nguồn gốc thiên nhiên dưới đây sẽ trợ giúp đắc lực cho mẹ trong hành trình sinh nở. Theo nhiều nghiên cứu y khoa cũng như kinh nghiệm dân gian, nước dừa, dứa ép, nước lá tía tô có hiệu quả cực tốt cho mẹ chuyển dạ một cách dễ dàng. Với các loại nước này, bé sẽ dễ dàng chui tọt ra ngoài trong vòng một nốt nhạc, giúp bạn ít đau đớn và vật vã. Mỗi loại nước sẽ có cách chế biến và sử dụng riêng, nên mẹ hãy cùng nghiên cứu trước khi áp dụng. Uống gì để sinh nhanh cho bằng nước dứa ép? Dứa có chất bromelain giúp tử cung mềm hơn, góp phần để mẹ bầu chuyển dạ một cách dễ dàng và giảm thiểu những cơn đau đớn trong suốt quá trình sinh nở. Khi bước sang thai kỳ tuần thứ 39, các bác sĩ thường khuyên các bà bầu uống nước ép dứa, ăn các món ăn chế biến từ dứa. Cách này sẽ giúp cho mẹ bầu chuyển dạ một cách nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, mẹ nên dùng dứa ép khi no và thêm vài hạt muối để tránh tổn hại dạ dày. Nước rau húng quế thần thánh, một công thức thần dược cho các mẹ chuyển dạ một cách nhanh chóng vào 3 tháng cuối của thai kỳ, đó là nước rau húng quế. Bạn dùng một nắm rau húng quế, xay lấy một cốc nước khoảng 300ml, sau đó thêm vào một chút đường phèn cho dễ uống. Cách này được cho là rất hiệu quả, nhưng các mẹ cũng chỉ nên uống từ 1 đến 2 cốc mỗi tháng để giúp quá trình sinh thường diễn ra một cách dễ dàng hơn. Nước tía tô khi bắt đầu chuyển dạ. Khi nhận thấy mình có dấu hiệu chuyển dạ, mẹ bầu nên uống một ly nước tía tô. Để chế biến món nước này, bạn cho lá tía tô đã rửa sạch vào nước sôi rồi đun tiếp trong khoảng 5 phút. Mẹ nhớ đun cho nước càng đặc lại thì hiệu quả càng tốt. Các mẹ nên uống nước này khi bắt đầu xuất hiện những cơn chuyển dạ. Trong tía tô có hoạt chất giúp làm mềm tử cung, giúp tử cung mở nhanh hơn trong quá trình sinh con. Nhờ vậy, mẹ bầu không bị kiệt sức với những cơn đau quằn quại kéo dài. Mẹ bầu cũng có thể thay thế bằng nước hoa hướng dương. Cũng như nước tía tô, khi thấy cơn đau chuyển dạ bắt đầu ập tới, mẹ bầu hãy nhờ người thân chuẩn bị một cốc nước hoa hướng dương. Cách làm rất đơn giản, dùng 200g hoa hướng dương khô mua ở cửa tiệm thuốc bắc, rửa sạch, sắc với 1,5 lít nước sôi và uống ngay khi còn ấm. Loại nước này sẽ giúp mẹ bầu vượt cạn một cách dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Dùng trà cam thảo trước khi sinh vài tuần. Cam thảo là một vị thuốc bổ trong đông y. Ngoài ra, loại trà này còn có vai trò hỗ trợ cơ thể, tăng cường co bóp cổ tử cung khi sinh em bé. Mẹ có thể pha trà cam thảo để uống trước khi sinh mấy tuần để hành trình vượt cạn diễn ra một cách dễ dàng hơn. Trà lá mâm xôi đỏ thơm ngon. Loại trà này có công dụng làm săn chắc tử cung và thúc đẩy các cơn co thắt nhanh và mạnh hơn. Mẹ có thể mua sẵn gói trà mâm xôi về rồi pha với 200ml nước sôi, sau đó để nguội và thưởng thức. Món bột sắn dây nhiều công dụng. Bột sắn dây bổ và mát, rất tốt cho phụ nữ mang thai. Uống bột sắn dây trước khi sinh giúp cổ tử cung co bóp một cách dễ dàng, hỗ trợ thai phụ sinh đẻ một cách thuận lợi hơn. Nước dừa nóng theo phương pháp cổ truyền. Theo dân gian truyền lại, khi cơ thể mẹ bắt đầu xuất hiện các cơn co thắt, mẹ hãy lấy một quả dừa tươi đã chặt phía trên phần đầu rồi để lên bếp đun nóng, sau đó uống hết chỗ nước dừa đó khi vẫn còn nóng và ăn thêm một quả trứng luộc. Hai loại thực phẩm này sẽ giúp cổ tử cung của mẹ mở rộng và nhanh hơn. Tuy chưa có nghiên cứu nào chứng minh tác dụng của nước dừa nóng và trứng luộc, nhưng đó cũng là một cách hay mà các mẹ có thể tham khảo. Sau đây, MangThaiBaby.com sẽ giới thiệu thêm cho các mẹ các món ăn khác giúp sinh thường một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh những loại nước trên, mẹ bầu đang thắc mắc uống gì để giúp sinh nhanh hơn, còn có thể dùng các món ăn hỗ trợ sinh khác như hột é, rau lang luộc, chè vừng đen, cà tím, cháo rong biển, canh rau đay mùng tơi. Đây đều là những món ăn giúp nhuận tràng, lợi đường tiết niệu, giãn cổ tử cung tốt cho sinh nở. Các loại thực phẩm trên, mẹ nhớ chọn thứ phù hợp với mình nhất và sử dụng đúng cách, đảm bảo vệ sinh. Bạn cũng không nên quá lạm dụng và dùng nhiều món cùng một lúc vì có thể gây phản tác dụng. Đặc biệt, để tránh sinh non, những bài thuốc này tuyệt đối chỉ sử dụng vào những tuần cuối của thai kỳ. Ngoài ra, mẹ cũng nên kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, khoa học, luyện tập đúng cách để nâng cao sức khỏe, giữ tinh thần luôn thoải mái nhất
để có thể vượt cạn một cách dễ dàng.